Chào các bác, em xin giới thiệu đến các bác một chiếc Verdet nhập Pháp. Và chiếc Verdet các bác đang quan sát trên màn ảnh nhỏ đây là một chiếc Verdet số nổi vàng hồng, kim vàng hồng và nắc vàng hồng. Một chiếc Verdet số nổi vàng hồng có thể nói là rất là khó sưu tầm. Đối với những chiếc như số nổi vàng này hoặc là số nổi mạ chrome thì các bác có thể thấy rất là nhiều. Nhưng để nói được sở hữu một cái bộ mặt số nổi vàng hồng này, kim vàng hồng và nắc vàng hồng thì nói thẳng với các bác là rất là khó. Với một thiết kế thùng vân nu rất là đẹp, được tô điểm thêm hai chi tiết đồng đối xứng hai bên để tạo nên cái phần nổi bật cho phần mặt số nổi vàng hồng. Các bác có thể thấy phần kính dưới cách điệu rất là uyển chuyển đúng không ạ? Viền ngoài thì là trắng gương, nhưng mà viền trong lại vẽ họa tiết hoa văn để làm nổi bật lên cái quả nắc vàng hồng ở bên trong. Như các bác đang nhìn, thùng rất là dày dặn các bác nhé. Em sẽ quay sát để các bác có thể nhìn kỹ hơn về cái thiết kế của chiếc Verdet này. Các bác có thể nhìn từng góc cạnh một này. Thiết kế thùng rất là đẹp luôn. Từ các đường nớp vân nu các bác nhìn này, các đường nớp vân nu này nó còn giữ được nguyên cái nớp bóng của sơn tây nhá. Đặc biệt là các chi tiết đã được tô điểm thêm phần mạnh mẽ cho chiếc đồng hồ này. Phần vân nu bên dưới này, các bác có thể nhìn này, phần vân nu bên dưới rất là đẹp đúng không ạ? Rồi, một phần kính tuyệt vời, cực kỳ là sáng luôn. Không có một vết ố nào cả, để lộ một quả nắc vàng hồng xoáy này. Tiếp đến chúng ta sẽ có một phần mặt số nổi vàng hồng đây, với logo Verdet nhá, kim đặc trưng đúng không các bác? Đây là mặt kính cong các bác nhá, kính cong mo tạo độ sâu. Rồi, em sẽ mở bên trong để các bác có nhìn kỹ hơn về thiết kế bên trong này. Cực kỳ này dày dặn nha, các bác nhìn này. Phần cánh thiết kế gỗ rất là dày này, rất là đã luôn. Rồi, vẫn là một củ công chữ T đặc trưng các bác nhé. Bộ máy thì tuyệt vời rồi, nguyên bản nguyên zin rồi. Thanh bắt chống máy hai bên còn đây, đúng không ạ? Tất cả các chi tiết như ốc chốt hai bên còn các bác ạ. Khóa gông còn này, và tất cả các chi tiết đều đầy đủ hết. Rồi, xin phép các bác em bắt đầu là thử luôn tiếng chuông để các bác cùng em được thưởng âm thanh của chiếc Verdet. Một âm thanh đặc trưng của thương hiệu Verdet đúng không các bác? Rất là nhẹ nhàng và rất là du dương. Em sẽ quay xa tổng thể một chút nữa để các bác có thể ngắm kỹ hơn về thiết kế của chiếc Verdet số nổi vàng hồng này. Rất là đẹp đúng không các bác? Tuyệt vời. Rồi, xin cảm ơn các bác đã theo dõi.